Xin chào các bác. Thì hôm trước bên em có nhận một câu hỏi của các bác, một bác tiếng Trung Quốc thôi, thì tiếng nước ngoài thì em cũng không bác để tiếng nước ngoài thì em không biết là tiếng của nước nào, tiếng nước Hàn hay Trung Quốc không lắm được. Thì bác cái câu hỏi bên em là cái nam châm có hút điện không? Nếu như trời mưa có sấm sét thì nam châm có nguy hiểm không ạ? Thì cái câu hỏi của bác ấy hỏi rất lâu rồi, vài tháng trước, nhưng mà bây giờ hiện tại là đang dịch thì bên em có thời gian để bên em trả lời những cái câu hỏi của các bác ấy. Thì em xin được trả lời cái câu hỏi của bác là nam châm có hút điện không ấy, thì cái nam châm này thì nó sẽ không hút điện đâu các bác nhé. Thì cái tất cả những theo em được biết thì những cái nam châm những cái dây điện thì tất cả bên trong đều được sử dụng bằng lõi đồng nhôm. Thì nam châm này thì không, hoàn toàn là không hút được đồng các bác nhé, thì là nó sẽ không hút được cái điện, dây điện. Còn hút điện thì nó có tiếp điện, dẫn điện hay không thì cái này em cũng không thử, em cũng không chưa tìm hiểu và sâu về cái nó có cái thành phần của sắt ở trong, nó cũng có một cái thành phần sắt ở trong cái nam châm này đấy, thì nó cũng tùy từng loại. Còn nó sẽ có những cái nam châm trắng này cũng có những cái loại là nó sẽ có sắt, có thành phần sắt ở trong nam châm, thì nó những cái viên mà có cái thành phần này thì nó có thể sẽ dẫn điện đấy, sẽ dẫn điện. Còn nó sẽ hút điện ở dây điện hay không thì nó sẽ không hút các bác nhé. Đấy, còn về cái phần câu hỏi phần sau của bác ấy là bác ấy hỏi là nếu như trời mưa có sấm sét thì nam châm nó có nguy hiểm không? Thì cái này thì em cũng không nghiên cứu mà cũng chưa có ai giải thích về những cái câu hỏi là nam châm này nó liên quan đến sấm sét, ảnh hưởng bắt chắc là bắt sét hay không gì đấy, thì là không có nghiên cứu và em cũng không thấy ở trên các trang mạng này nó cũng không đưa tin về vấn đề này. Thì như theo em thì là khả năng thì là nó sẽ không bắt, không ảnh hưởng liên quan đến sấm sét, vì là như gia đình em thì là sống và sinh hoạt là ở cùng với nam châm ở dưới nhà kho, dưới nhà luôn, dưới tầng 1 luôn, thì là để rất là nhiều nam châm. Nam châm như này được rất là mạnh, tất cả nam châm này từ tính đều là nam châm từ tính mạnh hết. Ở trong những cái thùng bia sẽ nam châm to hơn để có những rất nhiều nam châm. Thì đây tiện em show luôn cho các bác xem những nam châm bên em. Đây, những cái nam châm rất là to này, kích thước này. Dài rộng 50mm, tức là tương đương 5cm này. Ở đây viên này dài 10cm, rộng 5cm và dày 2cm. Và còn rất nhiều những nam châm to hơn nữa, có thể là to hơn và nhỏ hơn thì cũng rất nhiều. Tất cả trên này là nam châm hết này. Đây là nam châm, đây là kích thước 10x10 này. Đây là nam châm, đều là nam châm hết, 5x15 này. Hay là những nam châm bé hơn, châm ạ. Đây 3x10, tất cả đều là nam châm trắng từ tính mạnh. Thì như nhà em sinh hoạt và ở cùng nam châm này thì 30 năm rồi thì cũng chưa thấy nó có cái vấn đề gì xảy ra liên quan đến nam châm gây ảnh hưởng, thì là chưa có. Thì theo em thì là nó không ảnh hưởng gì các bác nhé. Thì theo em thì là nó không nguy hiểm, gây nguy hiểm gì đến chúng ta hết. Thì cái này thực ra là em cũng không dám khẳng định vì em cũng không nghiên cứu được về cái này. Em chủ yếu là cung cấp, phân phối cái nam châm này thì em chủ yếu tìm hiểu về cái ứng dụng chức năng của những nam châm này, ứng dụng trong công nghiệp, trong công nghiệp sản xuất, thì những ứng dụng của nó vào trong đời sống sinh hoạt chúng ta thì em có tìm hiểu về nó thôi. Thì và như vậy là kết luận như vậy là theo em thì là nó không ảnh hưởng gì các bác nhé. Thì em, gia đình em thì thấy là như theo em thấy là nó không ảnh hưởng, chưa ảnh hưởng, hoặc có thể là chưa ảnh hưởng. Và theo em được biết thì cái nam châm trắng này thì là cũng được rất là nhiều, cái này thì các bác có thể lên mạng để tìm hiểu thêm là nam châm trắng này chúng ta dùng để chữa bệnh. Thì là rất nhiều, cũng có rất nhiều anh chị đến mua nam châm của bên em là về để chữa bệnh. Thì em cũng không nắm rõ được cái bệnh gì, nhưng mà theo em thì nó là bệnh liên quan đến thần kinh. Vì thấy các anh chị hay thường là để vào những cái phần đầu và phần gáy,
thì theo em thì nó liên quan đến thần kinh, thì các bác ấy cũng không chia sẻ đây, là em cũng không 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 rõ được là bệnh gì. Đây lam châm trắng này, đều là lam châm từ tính mạnh đây, tất cả đều là lam châm, nên là nhà em cung cấp phân phối lam châm thì nó có đến cả 6 7 năm rồi, thì là cũng chưa thấy vấn đề gì cả, thì theo em thì nó không ảnh hưởng gì, thì các bác hoàn toàn thể yên tâm để sử dụng. Và hơn nữa là cái lam châm này thì ở trong các nhà máy, tất cả các nhà máy giờ thì đều sử dụng lam châm trắng này rất là nhiều, tức là các nhà máy, các xưởng sản xuất, nhà máy đều sử dụng lam châm trắng để thay thế hết lam châm ferrite, lam châm đen thì đều sử dụng thay thế bằng lam châm trắng này, nên là cũng chưa thấy có vấn đề, đưa tin là có vấn đề gì cả, thì là theo em thì là không ảnh hưởng gì cả. Không, nhà máy nào thì cũng sẽ phải có lam châm hết, có nhiều luôn luôn đấy, rất nhiều. Thì đây là tiện đây thì em cũng giới thiệu luôn các bác cái lam châm này, là cái lam châm phi 30 dày 10, lam châm trắng, lam châm trắng, nó là lam châm trắng này, hay còn mọi người gọi là lam châm đất hiếm hay là lam châm lepidum. Hay như viên này là lam châm kích thước là phi 50, bạn có độ dày là 5 50, dày 5 lỗ 6 mm, tương đương với kích thước của cái viên này là đường kính là 5 cm và độ dày là 0,5 cm và có đường kính lỗ là 0,6 cm. Thường người nam châm bên em là đều có những cái lỗ vát như này để chúng ta sử dụng để cố định bắt vít này, bắt vít để cố định cái viên nam châm này. Thì bên em cung cấp tất cả về những cái nam châm viên, nam châm trắng, nam châm ferrite, nam châm ferrite thì bên em có kho riêng nam châm ferrite, nó không tiện nên em không quay lên. Hay là ở đây thì có những nam châm thanh này, nam châm thanh sử dụng để lọc sắt, nam châm lưng, nam châm lưng, nam lưng 1.000 kg tương đương 1 tấn, nam châm lưng, nam châm thanh này, nam châm thanh, rất nhiều nam châm thanh để sử dụng để lọc sắt trong sản xuất, trong những cái thành phần nó có tạp chất lẫn sắt, chúng ta sử dụng nam châm thanh như vậy. Rất nhiều nam châm, tất cả đều nam châm, hay là nam châm móc treo, đây là nam châm móc treo ở đây. Nam châm móc treo thì sử dụng chúng ta để là một mặt chúng ta hút vào sắt này, còn phần móc dưới chúng ta để treo đồ hay là sử dụng treo những dụng cụ lên. Đấy, các bác có nhu cầu sử dụng đến những tất cả những các dạng nam châm viên, nam châm trắng hay nam châm đen, các bác vui lòng liên hệ qua số hotline là 0912 336 483. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi.